xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là đèn soi biển số. Đèn soi biển số của dòng xe Mitsubishi Triton. Đây là đèn soi biển số. Thì ở phía đằng sau khi mà chúng ta đạp phanh cái thì nó sẽ sáng lên. Và đặc biệt là về buổi tối thì nó sẽ soi cái biển số để chúng ta, xe chúng ta có thể, các cỡ xe có thể rất dễ khi mà quan sát chạy xe trên đường. Thì đặc biệt là anh em rất dễ để quan sát xe trên đường. Thì cái này là đèn soi biển số. Thì đây là rắc cắm. Đây rắc cắm nó có hai rắc. Rắc cắm này. Đấy, trong này nó có bóng đèn. Đấy. Thì cái này nằm ngay ở phía càn sau. Hàng xịn chính hãng này, các bạn nhìn trên này có chữ Stanley này. Các bạn thấy chữ Stanley này, hàng xịn chính hãng. Đấy, thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường mình bị hỏng mất cái đèn soi biển số này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Anh em có nhu cầu cần thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phutungAnviet. Các bạn nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế của tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi này thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí nhé. Anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.